Lữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe đạp, một thỏi Singum Dopamine thơm mát để họ thêm tự tin, và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Không, không sợ. Thôi em lên đầu hàng. Ra thì bò ơi. Một lứa hành gì cho em, tôi mới là bên kia. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Yeah. Chị có thể cho em ngủ nhờ một đêm được không ạ? Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ khách 24 giờ. Lần này, Lữ khách 24 giờ chào đón một lữ khách vô cùng dễ thương. Mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng anh vẫn luôn sẵn sàng tham gia chương trình Lữ khách 24 giờ. Một chàng trai cao to, đẹp trai, quàng khăn rằn và luôn nở nụ cười. Trông anh thật ra dáng vị khách nước ngoài đang du lịch tại Việt Nam. Thông thường thì bạn có thường hay dậy sớm không? Tình hình là vừa rồi là vừa mới quay xong cảnh ở ngoài cầu Thủ Thiêm vào lúc 3 giờ sáng. Vừa về tới nhà Tử Thi thì nghỉ ngơi được 2 tiếng đồng hồ rồi phải dậy rồi. Như vậy là ngày hôm qua bạn không hề được ngủ đúng không? Bạn không sợ là bạn không đủ sức lực để tham gia trong cái hành trình 2 ngày 1 đêm của Lữ khách 24 giờ? Tình hình là cũng đang là rất là lo sợ vì không biết có đủ thể lực để đi hay không. Cho nên là cũng sẵn sàng bồi dưỡng cho mình một ly sữa trước để lấy sức rồi. Không biết là Baggio có đủ sức vượt qua mọi thử thách của chương trình để giành chiến thắng không nhỉ? Việc này thì chưa bao giờ đối với việc đi quay, nhưng mà ngày xưa đi hướng đạo Baggio đã từng tham gia và ở lại nhà dân một lần rồi. Và ngày ấy rất là nhỏ cho nên có lẽ nhỏ thì nó dễ sinh hơn là so với bây giờ. Mang trong người 2 dòng máu Việt-Pháp, với gần 3 năm sau khi Baggio tham gia nghệ thuật thứ 7 qua bộ phim Giải cứu thần chết, khán giả đã biết đến nhiều hơn một hot boy dễ thương, thân thiện mà khán giả tuổi teen trao tặng. Chào mừng Baggio đến với Lữ khách 24 giờ. Baggio rất hy vọng được tham gia chương trình Lữ khách 24 giờ vì muốn một lần nào đó được phiêu lưu mạo hiểm đến nên dùng rất lạ và cũng mong được sự tiếp nhận của người dân ngay đó. Hẹn gặp lại các bạn ở 3 dòng thử thách trước mắt. Hẹn gặp lại. Thì thông báo với lại gia đình là Baggio sẽ đi tham gia chương trình Lữ khách 24 giờ. Thì người ủng hộ đầu tiên là ba, tại vì cũng đã lâu lắm rồi Baggio không rời xa nhà một thời gian. Thì bình thường là quay xong là về nhà, cho nên là hôm nay được đi xa và lại tham gia một cái chương trình thú vị như vậy thì ba rất là ủng hộ. Bạn gửi thông điệp gì cho gia đình qua chuyến đi này? Gia đình hãy xem Cách Con Sống trong 24 giờ nha. Được sự ủng hộ của ba, chồng anh chàng thật tự tin. Điều này có thể giúp Baggio vượt qua mọi thử thách chăng? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chào mừng bạn đến với chương trình Lữ khách 24 giờ. Chồng anh thật là bụi bặm với mái tóc trải dựng lên và cặp kính râm. Hai cả nhà. Trời. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Sao trông hai anh chàng có vẻ không thân thiện lắm nhỉ? Hy vọng sau chương trình này, cả hai sẽ bớt bỡ ngỡ với nhau và trở thành những người bạn. Chuẩn bị tinh thần cho cái chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm này rồi chứ? Đã chuẩn bị rồi. Đây là nguyên một cái tổng đồ. Tại vì có hỏi thăm ý kiến của rất là nhiều người thân là cái chương trình của mình là cũng là gian nan lắm. Xuất thân từ người mẫu và dần lấn sân sang lĩnh vực ca nhạc, diễn viên điện ảnh, Hàn Thái Tú không còn là cái tên xa lạ đối với những khán thính giả trên cả nước. Và hôm nay chàng trai đa tài này sẽ trở thành lữ khách tiếp theo của chương trình. Chào mừng Hàn Thái Tú đến với Lữ khách 24 giờ. Chương trình Lữ khách 24 giờ rất là ấn tượng, rất là có cái sức thử thách rất là cao, cho nên Hàn Tú quyết định sẽ tham gia chương trình Lữ khách 24 giờ. Hai bạn có thể chia sẻ với khán giả là sở trường của hai bạn là gì không? Baggio thì nghĩ là mình có năng khiếu về thể thao nhiều. Cái môn mà thể thao thì Hàn Tú thích nhất là môn bơi lội. Ồ, hai lữ khách này đều có sở trường là thể thao. liệu họ có phát huy được sở trường của mình để giành được lá cờ đầu tiên không? Vượt sông hả? Thì bạn có sẵn sàng không? Sẵn sàng. Lục bỏ simi và bơi luôn. Nhảy xuống liền. Thì nếu rồi đó thì em chịu thua. Thể thao nào cũng biết nhưng bơi là không biết rồi đó. Bự con chứ không biết bơi. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình. Một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe đạp, một thỏi Singum Double thơm mát để họ thêm tự tin và 50.000 đồng. Bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào thử thách đầu tiên của hai lữ khách ngày hôm nay. Cái nào cũng vậy, cái nào cũng như nhau. Và bây giờ mới mời thử thách đọc. Hãy tới công viên Gia Định và tìm gặp Nguyễn Vũ Khoa, thành viên nhóm múa chai Park Club, để thuyết phục anh ta hướng dẫn chơi tung chai. Thử thách dành cho bạn là trong 45 phút bạn sẽ học được bài truyền chai cơ bản và sau đó biểu diễn lại. Bạn hãy đến sân vận động Hoa Lư tìm gặp huấn luyện viên Dashboard Bích Huyền để xin hướng dẫn dạy nhảy. Thử thách dành cho bạn là trong vòng 30 phút bạn phải học được 3 bước nhảy có điệu Silver. Bước 1 là Lean, bước 2 là Stand Up, Land for Right, To Left and Firm Left. Right. Bước 3 là American Spin. Là bây giờ bắt đầu. Yeah, let's go. Bye bye nha. Chúc anh thành công. Chúc em thành công. Baggio đã nhanh chóng khoác ba lô và cưỡi xe đạp đi tìm huấn luyện viên Đăng Khoa để học múa chai. Cuối cùng thì Baggio cũng đến được nơi cần đến. Bây giờ phải đi tìm đối tượng dạy nhảy cho mình. Hàn Thái Tú vẫn đang miệt mài đạp xe đi tìm sân vận động Hoa Lư. Nhanh lên Tú ơi! Xíu nữa là tới rồi. Chồng Tú rất là thành thơi, không có vẻ gì vội cả. Công viên rộng lớn vậy biết tìm anh chàng nó đâu trời. Cô ơi, cô cho con hỏi là ở trong công viên này có mấy cái nhóm mà nó chuyên múa chai á, cô biết tụi mấy người đó hay múa ở đâu không? Bên đây. Dạ, cảm ơn. Góc bên đây nữa cô. Dạ, cảm ơn. Cuối cùng thì Tú cũng đã đến nơi. Anh chàng nhanh chóng tìm ra huấn luyện viên Bích Huyền. Huấn luyện viên Bích Huyền là trong đây không? Xin chào, Bích Huyền bây giờ đang cần một sự trợ giúp rất nhiều ở trong chương trình Lữ Khách 24 giờ. Bây giờ là hãy giúp cho Hàn Thái Tú làm sao để mà có những cái điệu nhảy như thế nào trong vòng 30 phút. Hơi bị khó rồi nha. Bài thì chúng ta bắt đầu học. Rồi đây chúng ta sẽ bước như 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Bước này rất là quan trọng trong điều tra. Tú phải làm thực hiện được cái bước này thì Tú sẽ nhảy được tất cả các bước còn lại. Đây, Tú nhớ là 1 A chụm lại 2, rồi Tú bước 1 chụm bước nghe. Rồi Tú là 1 bước nghe. Cái lúc mà Tú đặt qua bên đây á, Tú đặt ngang qua. Chồng Tú có vẻ căng thẳng, không biết Tú sẽ hoàn thành thử thách này như thế nào. Mình mở vậy, tức là 6, song song, đây song đây. Tú nhớ đặt ở đây. Rồi, hâu vào. 1 2 3 đặt ngắn lại, đúng rồi. Hy vọng với những hướng dẫn chi tiết và cụ thể, Hàn Thái Tú sẽ nhảy được tất cả các điệu nhảy mà chương trình đưa ra. Dĩ nhiên chương trình cũng không quá khắt khe khi yêu cầu anh chàng phải nhảy được như những vũ công chuyên nghiệp. 3, 4. Thấy rồi. Em đến đây chương trình Lữ khách 24 giờ thì thử thách đầu tiên của em là nhờ anh chỉ vài đường cơ bản cho em trong vòng 45 phút. Dạ. Chắc là sẽ nhờ anh hỗ trợ chút chút ha. Dạ, rất sẵn lòng anh. Cảm ơn anh. Có vẻ như điệu múa này cũng không dễ. Baggio đang cố gắng làm theo huấn luyện viên. Dạ. Thì anh chỉ ha. Để chỉ cho có những động tác rất là cơ bản. Như luyện sẽ chỉ cho Baggio. Dạ. Thôi, ok. Baggio có thể làm theo luyện thôi. Dạ được. Nhưng mà mình nếu một cái chai mình cầm từ bình thường mình cầm đầu chai, thân chai. Mình sẽ đa phần mình sẽ cầm thân chai. Baggio rất tự tin làm theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Anh chàng nhanh chóng học được một số động tác của điệu múa chai. Còn Tú thì như thế nào nhỉ? Tú cũng đã nhảy được một số bước cơ bản rồi. Không biết ai sẽ giành được cờ ở thử thách đầu tiên. Bây giờ bạn xem thử mình sẽ nhảy stand up leg ha. Ok, đây. 1 2 3 4 5 6 đối diện cái nữ. Ok. 1 2 tay lên, 3 tạ 4 nhỏ thôi. 5 tạ 6. 1 2 3 4 5 em có quà nè, có quà từ chương trình. Năm 6. Ok rồi, xong. Cảm ơn rất nhiều. Chuẩn bị nha, hồi hộp lắm nha, mới học nửa tiếng đồng hồ. 3 nãy giờ thi muốn đỏ cái tay hết rồi, bây giờ chuẩn bị thi cho nên là phải ăn dopamine để lại tự tin cái. Rồi thi, thử thách bắt đầu. Vô. Hết sức tập trung thể hiện bài thi của mình và đã giành được lá cờ đầu tiên. Xin chúc mừng Baggio. Sau một bài nhảy của 30 phút, chúng ta gồm có 3 bước link, chain up leg và chúng ta American Pin thì Tú nhảy rất tốt. Trong đó có một chút sơ suất nhỏ nhưng mà đó không đáng kể với những người mà chúng ta mới tập luyện như thế đó. Thì chúc mừng bạn đã có cảm giác là rất là nỗ lực. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Okay. Trước tiên thì cũng cảm ơn hai vũ công. Thấy cái điều nhảy thật sự hồi xưa thì Hàn Thái Tú cảm thấy là nhảy như vậy chắc là nó cũng đơn giản, nói chung là dán nhiều, nhưng mà thật sự khi mà tập 30 phút về hàng tôi cảm thấy là đây đúng là một môn nghệ thuật rất là khó chứ không phải là đơn giản. Rồi nữa thì cho Tú cảm ơn hai biên đội múa này đã giúp cho Hàn Tú vượt qua bước thứ nhất này. Tú cũng đã hoàn thành thử thách đầu tiên của mình và giành được lá cờ. Xin chúc mừng Hàn Thái Tú. Rồi xin mời hai huấn luyện viên. Rất là cảm ơn anh đã hỗ trợ Baggio trong phần thi này. Thì chắc Baggio sẽ gửi tặng lại anh những phần quà của chương trình dành cho phần hỗ trợ của anh. Cảm ơn Baggio, cảm ơn chương trình rất nhiều. Chúc Baggio thành công trong những thử thách lần sau. Dạ, cảm ơn anh. Đây em xin gửi cho lại các bạn luôn. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Em gửi anh lại cái chai. Bây giờ thử thách thứ hai của Hàn Thái Tú là bây giờ Hàn Thái Tú phải cùng với Bích Huyền đi ra ngoài sân vận động Hoa Lư để kiếm 5 người đồng ý học lại hai điệu nhảy vừa rồi, và cái thời gian thử thách thì cũng y như hồi nãy 30 phút. Bây giờ Tú cùng Bích Huyền phải đi kiếm 5 người bạn nữa. Thử thách này có vẻ khá khó, nhưng với sự trợ giúp của huấn luyện viên Bích Huyền, hy vọng Tú sẽ nhanh chóng hoàn thành thử thách của mình. Sao đi hoài mà chẳng thấy ai cả? Có vẻ khó đây. Thử thách dành cho bạn là trong 30 phút hãy đến với khu vực đường Phạm Ngũ Lão Bùi Viện để tìm được 5 người khách du lịch biết sử dụng tiếng Việt và thuyết phục họ đọc được 4 câu đầu truyện Kiều hả? Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Sau đó bạn hỏi bất kỳ 7 người Việt sống trên đường Phạm Ngũ Lão câu hỏi: danh tướng Phạm Ngũ Lão sống ở thời nào? 1. Thời Lý, 2. Thời Trần, 3. Thời Lê. Với khả năng nói tiếng Anh tốt, Baggio đã nhanh chóng tìm được người giúp mình vượt qua thử thách 2. Excuse me, we are at a reality TV show for the HTV. I got a challenge that you read this poem, okay? I read first, then you follow me, okay? Trăm năm trong cõi người ta. Trăm năm trong cõi người ta. Yeah, very good. Chữ tài chữ mệnh. Khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu. Yeah. Làm sao tìm được người nước ngoài nói trời? Excuse me, so you can read Vietnamese. You can read Vietnamese. This poem, you can read. Yeah, thank you. Can you read Vietnamese? No, sorry. Thank you. Bây giờ gian nan còn hơn lên trời nữa. Để tìm được người nước ngoài có thể đọc được tiếng Việt thật là gian nan với Baggio. Cố lên Baggio. Excuse me, can I ask you that you can read Vietnamese? But I don't know Vietnamese. Okay. Chị đang muốn nhờ chị giúp được một cái là đang tham gia cái chương trình mà Lữ Khách 24 để tập vài bước nhảy thôi, không có nhiều. Để ba cái bự kia ra cho. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai, bây giờ giúp dùm Tú 5 bạn đi. Giúp dùm Tú 5 bạn để tham gia cùng cái game show này với Hàn Thái Tú cho vui. đó, cho chỉ cần tốn của 5 bạn 15 phút thôi thì để cho giúp cho Tú. Đúng rồi, thôi 5 người này luôn đi, Tú nghĩ là không khó đâu, chỉ 15 phút thôi. Dạ yên tâm, hàng Tú sẽ gửi đĩa tặng để không hối lộ chứ. Đang năn nỉ 5 cô gái giúp mình vượt qua thử thách. Chà, có vẻ anh chàng này cũng khéo dụ nhỉ. Can you read this poem in Vietnamese? I'm a bit sick. Sorry. Yeah, thank you. Khổ quá. Máng biết người Tây nào có thể nói đọc được tiếng Việt không Máng? Người nước ngoài đọc được tiếng Việt á, Campuchia, Thái Lan gì đọc được tiếng Việt là ok. Mà đi hết rồi, đâu có đâu. Chết rồi. Excuse me, are you Japanese? Yeah. Đang ra sức tìm người giúp mình vượt qua thử thách 2. Cuối cùng công sức anh chàng cũng đã được đền đáp. Trăm năm trong cõi. Đúng rồi. Người thơ. Chính xác. Thơ. Chữ thầy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chữ thầy chữ mệnh khéo là giết nhau. Quá đúng luôn. Chạy qua một cột đi sau. Đúng rồi, đúng rồi. Những điều trông thấy mà đau đớn gồm. Yeah, exactly. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Chúc mừng Baggio đã tìm được người nước ngoài đầu tiên đọc được 4 câu thơ Kiều. Một người rồi, còn 4 người nữa. Tú có vẻ khá chuyên nghiệp khi cùng huấn luyện viên hướng dẫn lại 5 người khác. Tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Anh đi chạy chưa? Anh nãy giờ mới tập á, anh mới tập có 15 phút. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bình thường. Đó. Excuse me, can I help you? Yeah, I'm from a reality show. Then I have a challenge that you ask you to read this in Vietnamese. Okay, let me try. Okay. Trăm năm trong khôi nối tạo. Yeah, very good. Chữ thầy chữ mình kêu là. Yeah, very good. Very good. Trải qua một cuộc về đảo núm đi sông thấy mà đào đốn lộn. Yeah, very good, thank you. Lại thêm một người nữa đọc được rồi. Công việc có vẻ tiến triển tốt. Excuse me, are you speak English? Yes. Yeah, I'm from a reality show, so I need you read this poem in Vietnamese, okay? Trăm năm trong coi nhoi ta chú tài chú nên kêu là get now. Trai qua móc cốc bè yào nhung yêu trong thấy mà đạo đồng lòng. Yeah, very good, thank you. Thank you. Oh, thank you. Quên xe hoài, có chiếc xe quên hoài à. I'm read first and you follow me, okay? Trăm năm trong cõi người ta. Trăm năm trong cõi núi ta. Chuối tay chuối mình gạch là gạch não. Trái qua một cục bê đậu. Vũ trống thể mẻ đảo còn lộn lộn. Thank you for it, wonderful. No problem. Thank you. I'm from the reality show, so that's what this one is my challenge. Okay. Yeah, thank you. Have a nice day. Xem anh chàng thật hạnh phúc khi tìm đủ 5 người đọc thơ Kiều. Xong rồi. 5 người. Chắc là sẽ phải chơi cái thử thách này. Cho con hỏi chú một câu. Chú có ai có thể giúp Baggio trả lời được câu hỏi này? Phạm Ngũ Lão sống vào đời thời nào không vậy? Không biết rồi. Chú có biết được là danh tướng Phạm Ngũ Lão sống ở đời nào không vậy chú? Trong cuốn chữ số Quên Lâu Quá Quên. Thì mình có là 3 gợi ý đó. 1 là thời Lý, 2 là thời Trần, 3 là thời Lê. Chú có nhớ mang máng được không? Dạ, con cảm ơn chú. Chú ơi, cho con hỏi chú có biết là vị tướng Phạm Ngũ Lão sống vào thời nào mà? Thời Trần. Thời Trần đúng không ạ? Dạ, cảm ơn chú, đó là đúng rồi đó. Mình nghĩ là thời Trần. Chắc thời Trần đó. Thôi không bó tay rồi, cái này là mình không rành về lịch sử. Không biết. Rành lịch sử à? Thì mấy bác lớn tuổi thôi. Danh tướng Phạm Ngũ Lão sống vào thời nào? 1 thời Lý, 2 thời Lê, 3 thời Trần. Thì chú nghĩ là thời nào ạ? Bà nói là thời gì ạ? Dạ thời Trần ạ. Dạ con cảm ơn bà, chính là thời Trần ạ. 5 người. Người ta tét lên. Rồi xong. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó là bây giờ là nhờ các bạn mà tôi bước qua được cái thử thách thứ 2 rồi. Một lần cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn rất nhiều. Hoàn thành thử thách thứ 2 một cách xuất sắc. Rồi. Xin chúc mừng Hàn Thái Tú đã giành được lá cờ thứ 2. Bạn tên gì? Em tên Nữa. Tên Nữa. Nữa là quê ở đâu? Các Nửa Vượt Trăng, quê Long Khánh. Bạn kế bên tên gì? Ly. Ly hả? Ly ở đâu? Em ở Quy Nhơn. Quy Nhơn hả? Rồi, Quy Nhơn là có nhà thơ Hàn Mặc Tử phải không? Rồi, cũng lính dáng Hàn Thái Tú phải không? Dạ bây giờ không có gì thôi. Thì thôi Tú gửi tặng một cái hộp kẹo để mà vừa làm vừa thưởng thức, mỗi người 2 cây luôn. Không cần mỗi người 2 cây luôn. Một lần tôi cảm ơn nhiều nha. Chú ơi, cho con hỏi chú có biết được là danh tướng Phạm Ngũ Lão sống vào thời nào mà? Thời Lý, thời Trần, thời Lê à? Dạ, chính xác thời Trần à, con cảm ơn ạ. Chú ơi, chú có biết danh tướng Phạm Ngũ Lão sống vào thời nào mà? Thời Lý, thời Trần, thời Lê à? Thì mình nghĩ là ai thì mình cứ thời này. Ê, Trần quá mày. Trần phải không? Dạ, chính xác thời Trần. Rõ lắm, nói chung ngủ cũng rõ lắm, Vậy là bây giờ mình quả quyết lại thì là Lê hay Trần hả? Rồi giờ không có mạng đi mà. Em chỉ cần một câu trả lời. Rồi thầy Trần, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh, em đã đủ rồi. Câu trả lời chính xác là thầy Trần. Sự nỗ lực của anh chàng đã chiến thắng thời gian. Chúc mừng Baggio đã nhận được lá cờ thứ 2 của chương trình. Cả hai đều nhận được cờ thử thách. Những giây phút vừa rồi chắc chắn là những trải nghiệm không thể quên được của cả hai nghệ sĩ. Đã đến lúc cả hai nghệ sĩ sẽ phải bước vào thử thách cuối cùng. Bây giờ thì Hàn Tú đang đứng ở ấp Thành Hưng, xã Thành Phú, huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Bây giờ các bạn cùng Hàn Tú bước vào thử thách thứ 3 nha. Dù đã trải qua 2 thử thách khá vất vả, nhưng với tinh thần sảng khoái, chắc chắn hai nghệ sĩ của chúng ta sẽ tiếp tục đem đến cho khán giả nhiều cảm hứng và tình cảm dành cho họ để đón xem cả hai nghệ sĩ sẽ xin ở trọ như thế nào. Xin mời khán giả cùng quay trở lại với Lữ Khách 24 giờ vào Chủ nhật tuần sau lúc 16:30 trên kênh HTV7.